Xin chào các em, chào mừng các em quay trở lại môn đại số tuyến tính giờ bài tập buổi thứ hai của tuần số 6. Thì trong giờ trước chúng ta cũng đã làm quen với một số cái bài tập về tọa độ của một vectơ đối với một cơ sở và ma trận chuyển cơ sở. Hôm nay chúng ta làm lại một lần nữa. Tại vì một số em làm bài nó không được tốt và cũng không rõ. Thì bây giờ cái ma trận chuyển cơ sở thì nó liên hệ mật thiết với lại cái bài toán là tìm tọa độ của một vectơ đối với một cơ sở cho trước. Thì chúng ta sẽ bắt đầu với dạng đầu tiên, tìm tọa độ của một vectơ đối với một cơ sở. Ví dụ minh họa như sau: trong R không gian vectơ R3, tức là cho không gian vectơ R3 cũng thế, cho cơ sở B ở đây bao gồm 3 vectơ. Chúng ta biết R3 là 3 chiều mà. V1 là 211, V2 là 131 và V3 là trừ 213. Yêu cầu đi tìm tọa độ của vector U 2 trừ 242 đối với cơ sở B. Xin mời. Tức là bài toán người ta đang yêu cầu chúng ta đi tìm tọa độ của vector U đối với cái cơ sở B. Như chúng ta đã biết là chúng ta có thể gọi tọa độ của U đối với cơ sở B là tất nhiên ta có thể ký hiệu x1, x2, x3 hoặc có thể là ký hiệu là xyz hoặc là abc tùy từng thầy cô giáo. Nó viết như thế này có nghĩa rằng là x, y, z này nó là những số thực. Khi đó thì chúng ta có u bằng x nhân v1 cộng y nhân v2 cộng z nhân v3. Mặt khác ấy, thì để thuận lợi cho việc viết thì chúng ta trình bày là chúng ta sẽ tính x xì v1, đây v1 đẹp, chúng ta nhân x vào trong thì nó sẽ là 2x x rồi y nhân v2, đây v2 đây, cứ thế nhân y vào như vậy là y 3y y z nhân v3 thì là v3 đây trừ 2z z 3z, sau đó chúng ta cộng dọc xuống. Nếu chúng ta cộng dọc xuống thì ta được là x v1 cộng y v2 cộng z v3 cộng dọc xuống 2x cộng y trừ 2z rồi x cộng 3y cộng z. Rồi, x cộng y cộng 3z. Trong khi đó đề bài cho chúng ta là u. Ở đây chúng ta hiểu lúc này hiện tại viết u là trừ 2 trừ 4. 2 có nghĩa là nó nằm ở trong R3 như theo nghĩa là phần tử của tập hợp. Với cái phần tử thứ nhất, cái thành phần thứ nhất là trừ 2, thành phần thứ hai là trừ 4 và thành phần thứ ba là dương 2. Đấy, nghĩa đây là phần tử tập hợp, thuộc tập hợp R3, nó có dạng như thế. Thì còn khi mà chúng ta viết và nó trong này thì người ta đã chứng minh cho nó với cái hai phép toán cộng phép toán nhân vô hướng thì nó trở thành một R3, trở thành không gian R, không gian vectơ. Và như vậy là chúng ta đã biết là trong cái tích đề các ấy, thì hai phần tử bằng nhau ấy,
thì có nghĩa là các thành phần tương ứng của chúng phải bằng nhau, đúng không? Thế trong không gian vector cũng tương tự như vậy thôi. Như vậy chúng ta sẽ suy ra, có nghĩa là thành phần thứ nhất ngay này là cái bằng ngay này, như vậy là 2x cộng y trừ 2z phải bằng trừ 2. Tiếp tục anh tiếp theo là x cộng 3y cộng z bằng trừ 4, và cuối cùng là x cộng y cộng 3z bằng 2. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng máy tính để chúng ta bấm nghiệm. Cái chương này nó khác với cái chương giải hệ phương trình. Giải hệ phương trình mình phải biến đổi bằng phương pháp Gauss-Jordan. Còn cái chương này thì mục đích của nó là tìm tọa độ, cho nên chúng ta có thể sử dụng được máy tính để hỗ trợ chúng ta bấm rất là nhanh. Xin mời Dương Thành Long đọc kết quả. Thì để em lại tính. À mà em không có máy tính. Không có, không có người khác. 1 trừ 2 1 nhỉ? 1 trừ 2 1, rồi cảm ơn em. 1 trừ 2 1 tức là x bằng 1, y bằng trừ 2, z bằng 1. Như vậy là tọa độ của vector U đối với cái cơ sở V1, cái cơ sở đề bài là ký hiệu là chữ gì trên, đối với cơ sở đã cho là 1 trừ 2 1. Vector U đối với cơ sở đã cho một trừ hai một, và như vậy là bài toán được giải quyết xong rất dễ dàng, rất dễ dàng mà cũng rất dễ hiểu. Ở đây là thầy giáo đánh máy lại nhìn nó rõ, một trừ hai một. Như vậy là ví dụ 1 đã được giải quyết xong. Và tới đây thì là các bài tập tương tự, bài tập vận dụng. Xin mời các em làm cái bài tập 1.1 ở trước mặt. Trong R, không gian vector R3 cho cơ sở B tọa độ là trừ 4, 3, 1, 3, trừ 1. V2 thì là 3, 4, 7. Và V3 là 4, 8, 7. Yêu cầu đi tìm tọa độ của vector U 1 trừ 2 3 đối với cơ sở B. Xin mời. Chưa làm thạo được cái này thì không thể làm được dạng tiếp theo. Rồi, trong thời gian chúng ta làm bài tiếp tục điểm danh. Lớp mình có một số trường hợp là điểm danh xong là tí là ao ra ngoài. Thầy giáo hôm trước thầy đã nhắc ở trên đấy, có một bạn, một vài bạn điểm danh xong là chốc là lượn ra ngoài, như thế là không được. Như thế đối với thầy giáo thì nó không hay lắm, mà cái đối với các em thì càng nguy hiểm, bởi vì là chúng ta học cho mình chứ đâu học cho thầy giáo. Mình nghĩ rằng ở trên mạng mà nó có đầy bài tập mà chúng ta sẽ làm tương tự, chúng ta nhầm rồi. Ở trên YouTube nó có hai cái cách diễn đạt khác nhau. Chốt chúng ta sẽ thấy hai cách khác nhau. Thế mà nếu như mà chúng ta bắt chước theo người ta như thế là chúng ta sẽ nó lộn ngược lại cái định nghĩa của sách của chúng ta. Đấy là lý do một số bạn ở năm ngoái mình không phát hiện ra, thì hôm nọ đọc lại và phát hiện ra là một số bạn tham khảo trên mạng bị đứt hết. Chốc thầy giáo sẽ nói. Thầy điểm danh tiếp nha. Dương Đinh Tiến Đạt.
Đinh Tiến Đạt. Không có. Nguyễn Chí Minh. Dạ có. Nguyễn Đình Quang Trung. Nguyễn Đình Quang Trung. Vắng. Nguyễn Văn Trường. Ừ có. Lê Quang Dũng. Lê Quang Dũng vắng nghỉ hơi nhiều. Trần Đức Mạnh. Có. Vũ Thành Luân. Có. Có. Và Nguyễn Huy Đô. Có. Phạm Khắc Tú. Phạm Khắc Tú vắng. Trịnh Đức Mạnh. Có. Có. Và Phan Việt Hoàng. Dạ có. Nguyễn Quang Khoa. Có. Vương Văn Thắng. Có. Nguyễn Thùy Linh. Có. Đồng chí Nguyễn Thùy Linh hôm trước là ao hơi bị sớm, hôm trước là bị tính là vắng nha. Nguyễn Anh Phi. Có. Nguyễn Hoàng Đình Long. Có. Bùi Chí Vĩ. Đã có. Đinh Ngọc Trưởng. Bán nghỉ để bao giờ. Nguyễn Văn Tới. Có. Phạm Trung Cường. Có. Nguyễn Đức Tài. Có. Rồi, cảm ơn. Xong chưa, giải xong chưa, tọa độ nó bao nhiêu rồi? Làm tương tự bài trên nhé, thầy đó không chữa đâu. Số 6 á thầy ạ. 3 số 6 liền ạ. Kiểu bấm ra phân số, số 6 không à, đẹp. Số 6 thì kệ đấy. Cũng lắm sẽ là số là ừ, số. Nếu mà ra số phân số thì các em phải để dịch chuyển cái lên cái chỗ vị trí đấy thì nó sẽ ra được cái hiện ra phân số là bao nhiêu. Phân số không vấn đề gì, cứ ra được là được rồi. Rồi chúng ta có một loạt bài tương tự. Hơi bị nhiều đấy, 6 bài cơ. Đấy nha, thầy chụp thì thầy gửi vào trong nhóm nha. Không làm đến hôm nào. Thầy giáo nhắc trước là 20 giờ ngày thứ bảy tuần này ấy, là chúng ta sẽ làm bài kiểm tra trắc nghiệm khoảng 25 câu 40 phút. Tự luận cũng luyện mà trắc nghiệm cũng làm thì thi nó không sợ, nhưng mình mà chỉ có làm tự luận đến lúc mình thi trắc nghiệm mình không làm được chết rồi. Cứ luyện trắc nghiệm quá đến lúc đi thi thật là trình bày tự luận thì lại đứt một loạt. Rất là vất vả. Tới luôn đấy, đây là cái dạng bài tập mà tìm tọa độ của vector đối với một cơ sở rất dễ dàng, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần thứ hai là ma trận chuyển cơ sở. Thì về mặt lý thuyết thì thầy giáo xin phép không nhắc lại nữa, có gì thì chúng ta có thể xem lại. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ một bài siêu dễ như sau, tức là nó liên quan đến anh chính tắc, thì chúng ta sẽ thấy được là đối với cơ sở chính tắc thì chúng ta xử lý như thế nào, còn đối với cơ sở không phải chính tắc thì chúng ta xử lý như thế nào. Đối với cơ sở chính tắc thì chúng ta chỉ việc phân tích rất là dễ dàng. Phân tích rất là dễ dàng. Cơ sở chính tắc là một khác. Đến lúc mình làm bài về sau mình giáo viên chữa thì lấy cơ sở chính tắc, đến lúc làm bài kiểm tra thì lại người ta không về cơ sở chính tắc, không biết làm thế nào.
nha. Trong hiện nay là trên YouTube là nó có hai cái cách diễn đạt khác nhau. À, ma trận chuyển cơ sở chính từ cái cơ sở S sang cơ sở B thì có nghĩa là chúng ta đi biểu thị tuyến tính của những cái vector thuộc cơ sở S này sang cái cơ sở B này. Đấy. Thế nhưng mà một số quyển sách thì nó lại viết ngược lại, thì nó lại biểu thị tuyến tính, biểu thị của B này sang cơ sở S. Vì thế nếu như chúng ta nghe theo người ta mà người ta viết ngược lại theo ngôn ngữ của quyển sách chúng ta đang học thì kết quả của chúng ta là viết được ma trận ngược lại, tức là ma trận chuyển, thầy hỏi cơ sở chuyển từ S sang B nhưng mà chúng ta lại ra đáp số của B sang S, tức là đáp số của chúng ta từ câu 1 thì nó nhảy sang câu 2 hoặc từ câu 2 nó nhảy sang câu 1. Đây là cái thầy đã cảnh báo trước năm ngoái, bây giờ thầy mới phát hiện là tại sao năm ngoái có một bạn, bạn bảo làm rất tốt mà cuối cùng bạn lại vẫn bị trượt, hóa ra là bạn dính một cái bài kiểu như này, làm ngược lại, làm ngược lại. Thì cái mỗi một giáo trình nó viết một nó một khác, nó rất là bất tiện, không có ai thống nhất được. Đấy. Thế thì mình thì học theo sách nào mình phải theo cái sách đấy thôi. Cách đây 4-5 năm thì là của mình thì viết theo cái sách khác cho nên là nó khác thật. Đấy, bây giờ thì nó lại khác rồi. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu làm cái này nhá. Nghe kỹ, hôm nào làm trắc nghiệm không làm được đừng kêu. Ngoài giải tích một nhiều bạn làm rất là cao và ngược lại có 1-2 bạn làm dưới trung bình, tức là đa phần là trên trung bình, toàn 8-9 chứng tỏ các bạn học giỏi. Nhưng đấy là nó liên quan đến những cái bài mà nó nằm trong chương trình lớp 11, lớp 12 nên các bạn tính rất nhanh. Nhưng mà bài kiểm tra số 3 sắp tới thì nó dính như chương trình mới, chưa chắc đã làm. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ là cái cơ sở chuyển từ cơ sở S sang cơ sở chính tắc B thì như thế nào? Thì cái cơ sở chính tắc B ấy, ở đây thì bằng epsilon 1, E 1 cũng được, viết E cho nó dễ, là 100, E 2 thì là 010 và E 3 thì là 001 001 được chưa? Rồi, thế khi đó thì đối với vector U1 bây giờ đang biểu thị tuyến tính của cái cái đang cần biểu thị từ S sang B mà. Cho nên chúng ta lấy tất cả các vector của S này xong rồi đi biểu thị tuyến tính theo các vector ở trong B. Thế thì vector U1 nó có tọa độ là nó là 110 thì sẽ được tách ra thành là 100 cộng với 010. Cái này chỉ làm với cơ sở chính tắc nhé, không phải cơ sở chính tắc không làm được. Một lần cái này cộng với một lần cái này cộng với không lần cái này 001, như vậy là nó sẽ bằng 1 × E1 cộng 1 × E2 cộng 0 × E3. Điều này chứng tỏ rằng là cái anh U1 này nó cũng có tọa độ đối với cái cơ sở chính tắc là 110. Đấy, thế nó mới gọi là chính tắc. Chính tắc là viết thế nào tọa độ như thế. Rất dễ nhớ. Đúng không? Tất nhiên đi thi nó không cho cái này nhưng mà mình cũng phải ví dụ từ đơn giản đã để mình hiểu được là nếu như mình biểu diễn được, biểu thị được tuyến tính ngay thì là cái việc viết được ma trận nó rất là dễ. Tương tự như vậy thì chúng ta có U2 tọa độ là, không phải tọa độ là, nó là 101. Thì chúng ta sẽ tách ra là 1 × 100 cộng với 0 × 1 010 và cuối cùng là 1 × 001. Thì như vậy là bằng 1 E1 cộng 0 E2 cộng với 1 E3 và hoàn toàn tương tự. Như vậy thì cái anh U3 của chúng ta là 011 sẽ tách ra thành là 010 001. Như vậy nó là cái đầu tiên là không có 0 × E1 cộng 1 × E2
cộng 1 nhân E3. Và như vậy cái việc bước đầu tiên đã được giải quyết xong, tức là chúng ta sẽ biểu thị tuyến tính của các vector thuộc cái cơ sở đứng ở bên trái sang cái tọa độ tức là đối với cái cơ sở bên phải, và bước thứ ba là chúng ta viết dọc cái tọa độ nó xuống. Cái anh đầu tiên tọa độ của nó là 1 1 1 1 0 thì chúng ta sẽ viết theo chiều dọc. Cái anh thứ hai là 1 0 1 và anh thứ ba là 0 1 1. Như vậy chúng ta sẽ viết dọc xuống, nhưng mà cái thằng này nó đối xứng, cho nên là cuối cùng hai cái nó như nhau, cho nên có một số trường hợp là các bạn viết sai nhưng mà vẫn đúng đáp số, tại vì là cái thằng này là cái ma trận sắp tới là viết ra nó là ma trận đối xứng. Vậy ma trận đổi tức là chuyển từ cơ sở S sang cơ sở chính tắc, B là S sang B. Đấy, cái này là có khác với một số quyển sách và một số thầy cô giáo dạy trên kênh YouTube, cho nên là các bạn đọc các bạn phải lọc. Thầy giáo sáng ngày thầy giáo kiểm tra lại thử, có hai thầy cô giáo dạy ngược hẳn nhau. Một cô là cô Thanh Thủy và một thầy nó không biết tên, thì cô Thanh Thủy là dạy theo giống như ở trường mình, còn một cái thầy dạy ở trong miền Nam dạy nó ngược lại hẳn. Thì ở đây người ta lại viết là chuyển từ B sang S, đa số giống nhau, nhưng mà người ta lại bảo là chuyển từ B sang S, trong khi của mình thì lại gọi là chuyển từ S sang B. Đấy là mới giả. Như vậy ở đây là chúng ta sẽ viết nhé, cái anh đầu tiên tọa độ là chúng ta nhìn ở trên ấy, là 1 1 1 0, đúng không? Thì chúng ta sẽ viết theo chiều dọc xuống. Cái anh đầu tiên là 1 1 0, cái anh thứ hai thì là 1 0 1, và anh thứ ba thì là 0 1 1. Mặc dù chúng ta lại viết theo chiều dọc, nhưng bài này thì chiều dọc chiều ngang lại giống nhau, bởi vì cái ma trận này nó hơi đặc biệt, nó là ma trận đối xứng, cho nên là nhiều bạn đọc nó cứ gật gù đến lúc làm bài kiểm tra cứ ghi ngang là sai sai đấy nhé. Mà như vậy là chúng ta đã được giải quyết xong cái bài này. Đấy là đối với cơ sở chính tắc, cái việc xử lý nó rất là dễ dàng. Đấy. Như vậy là cái ma trận chuyển từ cơ sở S sang cơ sở chính tắc rất dễ đấy, đúng không? Rồi. Thế bây giờ thì ngược lại cái câu B thì nó hỏi là tìm ma trận chuyển cơ sở chính tắc B sang cơ sở S. Thì ở đây chúng ta có hai cách làm. Cách làm thứ nhất là vì chúng ta đã biết cái kết quả ở trên rồi, B chuyển sang S thì nó là từ S chuyển sang B tất cả mũ trừ 1, tức là 1 1 0 1 0 1 0 1 1 mũ trừ 1. Thầy nhắc con giáo nhắc lại là nếu như đối với cái bài ở chương nào thì chúng ta làm từng bài chương đấy. Ví dụ cái chương mà nó bảo là ma trận người đảo thì chúng ta lại phải tìm cái này bằng cách là chúng ta viết nó bên cạnh ma trận đơn vị chấm chấm chấm, viết thế nào đó. Thế còn bên này thì chúng ta có thể sử dụng máy tính để bấm rất là dễ dàng. 1 1 0, chúng ta sẽ bấm vào như sau. Chúng ta bấm vào cái nút setup, rồi chúng ta nhìn cái chữ matrix là phím số 6, và ở đây ta nhập ma trận A cho nên ta nhập vào số 1. Ở đây ma trận A cỡ 3 x 3 cho nên nhập tiếp số 1 tiếp, và chúng ta sẽ nhập 1 1 0 rồi 1 0 1.
rồi cuối cùng là 0, 1, 1. Sau khi xong thì chúng ta nhấn vào nút AC để xác nhận. Và như thế là cái việc nhập cái ma trận đấy nó đã xong. Bước thứ hai đi tìm ma trận nghịch đảo, chúng ta bấm như sau, bấm vào phím Shift và bấm vào phím số 4, tức là Matrix, thì nó sẽ xuất hiện một cái sẽ dim, tức là dimension, tức là số chiều. Data ở đây tức là chúng ta nhập thêm vào, thế còn 3, 4, 5 ở đây là ma trận A, ma trận B, ma trận C. 6 ở đây là mat, tức là cái ma trận của cái kết quả trước. Net tức là tính định thức. Và thứ 8 ở đây là tính chuẩn bị. Ví dụ như chúng ta muốn tính net của cái ma trận vừa nãy thì chúng ta bấm vào phím số 7. 7. Sau đó tiếp tục shift, xong lại tiếp tục. Bây giờ chúng ta tính muốn tính định thức của ma trận A, chúng ta bấm vào phím số 3. Đúng ra là phải đóng ngoặc, nhưng máy này nó không cần bấm đóng ngoặc, nó bấm ra kết quả là net A là nó bằng -2. Đấy là thứ nhất. Thứ hai, chúng ta có thể tính số chiều, số chiều đúng không? Tiếp tục shift. Đây, chúng ta có thể tính ma trận chuyển vị của ma trận A bằng cách bấm vào phím số 8. Bấm phím số 8. Đấy, sau lại nhập giống như vừa nãy là shift matrix. Sau là số 3, sau là bằng. Thì cái ma trận A này là ma trận đối xứng, cho nên ma trận chuẩn bị của ma trận A nó thứ nhất là bằng ma trận A. Đấy. Thế nhưng mà mục đích chính của bài này nó là ma trận chuẩn bị, thì bây giờ thầy giáo nói là ship ma trận nghịch đảo số 4, số 3. Bấm nghịch đảo là bấm vào đúng x mũ trừ 1 luôn này, ta nhìn thấy chưa? Đấy. Xong rồi bấm số bằng. Và đây chính là ma trận nghịch đảo của nó, thì chúng ta dịch chuyển vào thì chúng ta sẽ nhìn được số chính xác 1 chéo 2, tức là 1/2, 1/2 trừ 1/2, và như vậy là chúng ta sẽ ra kết quả 1/2, 1/2 trừ 1/2. Các em tự bấm nốt. Đấy. Đấy là đối với trường hợp ma trận nó dính một trong hai cơ sở là cơ sở chính tắc, thì cái việc xử lý nó rất là dễ dàng, rất là dễ dàng, đúng không? Rồi. Thế thôi, chúng ta bấm máy nhìn thì nó bấm thì tự tập bấm lại. Rất dễ dàng. Thì hôm nay thì thầy giáo không viết bảng nữa, lý do là cái nội dung thì nó rất là quan trọng. Mà viết bảng thì dùng cả micro, dùng cả mic, âm thanh nó không được tốt. Ghi lại hình giống nào, nhiều bạn là hình thì rõ nhưng mà tiếng thì không được tốt. Đây là dẫn tới là đến lúc làm bài không làm được. Thì hôm nay thầy giáo chỉ có sử dụng cái máy tính không. Và sau đây thầy giáo đánh máy lại để chúng ta quan sát cho nó rõ. Cơ sở chính tắc này, E1 là 100, E2 là 010, E3 là 0011. Như vậy là 110 sẽ viết được thành là 1E1 cộng 1E2 cộng với 0E3, vân vân. Suy ra ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở S sang cơ sở chính tắc B là viết viết dọc theo dọc xuống 110. Cái thứ hai là 101 và cái thứ ba là 011. Là như vậy. Rồi cơ sở chuyển chính tắc thì chỗ này là phải dấu bằng ở giữa này, đánh máy thiếu dấu bằng. Đồng chí nào bật mic thì có làm gì đấy. Chỗ này thì nó đánh máy thiếu dấu bằng, phải thêm dấu bằng ở đây. Rồi, dịch lại cho nó chuẩn. Sai là phải sửa ngay. Bài tập phần này chú ý một chút thì nó rất là dễ, nhưng mà quái lòng như thầy đã nói ở trên kênh YouTube ấy, nó có hai trường phái viết khác nhau, cho nên nếu chúng ta không cẩn thận chúng ta sẽ bị nghe theo người ta là chúng ta sẽ làm sai so với tài liệu. Như vậy là ma trận là chuyển từ cơ sở chính tắc sang cơ sở S, chúng ta sẽ tính được ra như trên bảng. Sẽ bằng 1/2, 1/2 trừ 1/2. Cái thứ hai là 1/2 trừ 1/2, 1/2. Và cái thứ ba là trừ 1/2, 1/2, 1/2. Xong. Ví dụ tiếp theo. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ tiếp theo. Vừa nãy thì nó là cơ sở chính tắc, thì cái việc chuyển nó rất là đơn giản. Cứ thế mà viết mà ra thôi. Nhưng mà đi thi thì nó không thuận lợi như vậy, mà nó lại giống như cái bài phía dưới này. Xin mời chúng ta biết đâu.
Bây giờ tìm một ma trận chuyển từ cơ sở. Chúng ta cần phải tìm ma trận chuyển cơ sở từ S sang S phẩy. Thì cái này cẩn thận làm ngược. Chúng ta sẽ biểu thị tuyến tính các vector thuộc bên trái sang đúng các vector thuộc bên phải. Thế là hoàn thành nhiệm vụ. Xin mời các em làm. Đây thì nó sẽ viết mẫu cái đoạn đầu. Làm cái này là sai là sẽ đi một dạng bài đấy. Nó không khó nhưng mà cái tài liệu của chúng ta người ta viết theo hai cách khác nhau, đâm ra là chúng ta nghe theo người ngược lại là chúng ta sẽ học. Chúng ta cứ tuân thủ theo đúng như sách giáo khoa, trong tài liệu các thầy dạy. Bây giờ cái câu thứ nhất người ta bảo là chuyển cơ sở từ S sang S phẩy, cho nên chúng ta phải lần lượt biểu thị các vector thuộc S theo các vector ở bên này. Tất nhiên cái diễn đạt của mỗi một tài liệu nó khác nhau, nhưng mà thậm chí có một đặc biệt như cô Thu Thủy ấy, cô viết cô giải cô gộp lại thì giải gộp thì hay, nhưng mà những người nào học trung bình yếu mà nhìn là không hiểu gì. Thế thì mình sẽ tách ra từng cái một cho nó dễ hiểu. Tức là mình cứ giả sử tọa độ của U1 là thuộc cái đằng trước này, thuộc S, đối với cơ sở S phẩy là X, Y, Z. Trình bày đúng như cái bài đầu tiên ấy, như cái bài số 1 ấy. Ví dụ một đầu tiên mở đầu ấy. Làm đúng như thế luôn. Khi đó thì chúng ta sẽ có được là U1 bằng X nhân V1 cộng Y nhân V2 cộng Z nhân V3. Đấy, thế xong là các em tìm được X, Y, Z là chúng ta xong cái ý thứ nhất, xong chúng ta tiếp tục U2 rồi U3. Trình bày y hệt như trên thôi, tức là x nhân với V1 thì nó bằng cái gì? X nhân V1 thì là bằng 2x x. Y nhân V2 là bằng y 2y y. Ở đây trong tài liệu thầy chưa đánh máy đâu, viết hoàn toàn viết tay thôi. Nó thứ tự mà. Z nhân V3 thì là Z 2Z cộng dọc xuống
x nhân v1 cộng y nhân v2 cộng z nhân v3 bằng 2x y cộng z x cộng 2y cộng z x cộng y cộng 2z. Ở đây chúng ta có cái vector u1. Vector u1 nó lại là u1 rồi, 1 1 0. Như vậy chúng ta sẽ được là ba phương hệ, ba phương trình ba ẩn. Hay cộng y cộng z bằng 1. Đúng 1 0 mình nhầm. Đúng rồi. Rồi. X cộng 2y cộng z bằng 1. Rồi x cộng y cộng 2z bằng 0. Giải hệ này ra chúng ta sẽ được x bằng y bằng z bằng. Cách bấm hệ này thì chúng ta học được lớp 10 rồi, thầy béo xin phép không nói lại. Bạn nào mà không biết bấm hệ này thì là nguy hiểm. Cũng có lúc chúng ta phải tự tính một thủ công, nếu như nó có chứa tham số và nó không chứa tham số thì như này thì chúng ta phải bấm máy rất là nhanh. Có chứa tham số thì không bấm máy được. Nào, x, y, z nghiệm như nào đây? Xin mời Phạm Trung Cường đọc kết quả. Nghe thầy là ra x bằng 1 phần 2. 1 phần 2, rồi. Y bằng 1 phần 2. Rồi, z. Z bằng chỉ 1 phần 2. Một đặc biệt thế à? Rồi, theo tí theo kiểm tra nhé. 1 phần 2. Chắc. Như vậy là cái này chúng ta có thể dẫn được tới là tọa độ của cái U1 đối với cái cơ sở đằng sau á, cơ sở đằng sau mình ghi là cái gì, B' phải không, đối với cái cơ sở S' phải là 1 phần 2, 1 phần 2 trừ 1 phần 2. Sau là tương tự chúng ta sẽ thay cái U2, thay U1 bởi U2 thì chúng ta sẽ được tương tự, hoàn toàn tương tự. Chúng ta thay U1 bởi U2 ta được 2x cộng y cộng z. Tức là cái phương trình ở bên trái là giống hệt như thế luôn, chúng ta đừng có vội xóa bộ nhớ đi gì cả. Chúng ta chỉ thay ở bên phải thôi, hiểu chưa? Đấy. Thay mỗi bên phải thôi. Cái con U1 của chúng ta vừa nãy là đang là 110 đúng không? U1 là 110. Như là cái thằng U2 thì là 101. U2 thì là 101. U2 là 101. Em giải ra. Xong là U3. U3 thì là bao nhiêu? 011 ạ. U3 thì là, đúng rồi, 011. Bên trái gì hết gì?
Thế cho nên là một số giáo viên người ta dạy bằng cách là giải liền một mạch luôn, giải bấm máy một phát ra hết, bấm máy cũng được, mà giải bằng cách là sử dụng biến đổi về dạng hình thang cũng được, nhưng mà viết đồng thời luôn, giải đồng thời. Trước kia mình đã từng học một bài là giải đồng thời hai hệ đấy, bây giờ là giải đồng thời ba hệ, bên trái với giống nhau mà chỉ có biết bên phải thay đổi đi, giải ra xong cái là ra được số luôn. Đâu rồi, một em tự giải tiếp nhé, sau đó kết luận. Tự giải tiếp sau đó kết luận. Giải đây xong kết luận ha. Rồi đọc cho thầy cái hệ thứ hai kể từ trên xuống chứ không phải hệ dưới cùng nha. Đọc nát số thầy là Bùi Chí Vĩ. Thứ hai thì là 1 phần 2. 1 phần 2. Chỉ 1 phần 2. 1 phần 2. 1 phần 2. Thế hệ số 3 thì xin mời đồng chí... Chỉ 1 phần... Ô, em tính được luôn rồi. Thế thì đọc luôn. Chỉ 1 phần 2. 1 phần 2. 1 phần 2 nữa. Rồi, cảm ơn em. Thế như vậy là từ đây chúng ta sẽ suy ra được cái ma trận đấy. Đúng, viết theo đúng chiều dọc luôn. Nha, đúng theo chiều dọc, như vậy là ma trận chuyển từ cơ sở B sang B phẩy, à không phải, S sang S phẩy. Từ S chuyển cơ sở. Chuyển cơ sở hay đổi cơ sở từ S sang S phẩy sẽ là viết dọc xuống từ trên xuống dưới. Từ trái qua phải. Cái đầu tiên là trừ 1 phần 2 cuối cùng đúng không? Như vậy sẽ là 1 phần 2, 1 phần 2, trừ 1 phần 2. Anh thứ hai là 1 phần 2, trừ 1 phần 2, 1 phần 2. Và anh thứ ba là trừ 1 phần 2, 1 phần 2, 1 phần 2. Đấy, cái này chính là P, S sang S phẩy. Nhớ đấy nha, cái ký hiệu của sách mình nó cũng khác với lại một số thầy cô giáo ở trên YouTube nhé. Người ta, một số thầy cô thì nó người ta lại viết ngược lại cơ. S phẩy sang S. Xong câu A rồi, thì câu B chúng ta chỉ việc có hai cách. Một là làm tương tự như cái trên. Hai là lấy nghịch đảo của cái này. Ồ, thì nếu như mà không biết cái nghịch đảo này, cái này thì làm sao mà lấy nghịch được, đúng không? Thì lại phải biết cách làm trực tiếp, bắt buộc phải biết cách làm trực tiếp. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong được cái ví dụ 2.2. Thế đấy là cái dạng bài số 2 nhé. Cái dạng bài số 3 thì nó lại là cái mối liên hệ giữa ma trận đổi cơ sở với tọa độ của một vector.
Thì như chúng ta đã biết là đối với trường hợp mà cái một cái chính là cái dạng một đấy, người ta cho tọa độ của vector này và cho một cái cơ sở, thì mình có thể tìm được tọa độ của vector đó đối với cơ sở đã cho bằng cách là sử dụng, giả sử nó có tọa độ là x, y, z chẳng hạn, ví dụ là trong ba không gian ba chiều, sau đó mình làm tương tự như ví dụ một đầu ra ấy, chúng ta sẽ ra. Nhưng cũng có lúc chúng ta lại có một cái dạng bài như sau, thì theo các em sẽ xử lý thế nào? Tức là trong R, ví dụ trong R không gian vector R3 cho hai cơ sở S và S phải, nó không cho là bằng bao nhiêu cả, thế nó mới đều. Biết rằng ma trận chuyển cơ sở từ S sang S phải là P, S sang S phải là bằng như trên bảng, viết theo 110, 101 và cuối cùng là 001, và tọa độ của vector V đối với cơ sở S là như thế này. Yêu cầu đi tìm tọa độ của là 324, yêu cầu đi tìm tọa độ của B đối với cơ sở S phải. Xin mời. Cái chỗ này cẩn thận, làm cẩn thận đọc nhầm nhé. Bây giờ nó giấu hết thì bài này không làm hai cách được mà chỉ là một cách. Vì sao vậy? Bởi vì cái cơ sở S và cơ sở S phải nó đã giấu tọa độ đi hoàn toàn. Cho nên lúc này bắt buộc phải làm theo phương pháp gián tiếp chứ không làm trực tiếp được. Nếu như nó cho tọa độ S và cho tọa độ của S phải, tức là các vector trong cái tọa độ, trong cái hệ đấy nó cho sẵn cái tọa độ ra cụ thể là bằng bao nhiêu, cho cụ thể ra, thì cái việc tìm làm trực tiếp rất dễ dàng, như bài 1 đúng không ạ? Nhưng mà nó giấu hết rồi, giấu hết đi thôi. Cho nên chúng ta không thuộc định lý là chúng ta sẽ không giải được. Bài này làm như thế nào của Nguyễn Huy Đô? Em biết ạ. Thế thứ 3 tuần trước em có học lý thuyết không? Hình như hôm đấy có. Hình như có, sợ.
Chúng ta sẽ xem lại một đoạn lý thuyết và chúng ta sẽ thấy bài này nó siêu dễ. Cho B có tọa là một cái cơ sở và B phẩy là hai cơ sở của không gian vector V, và P là một ma trận chuyển cơ sở từ B phẩy sang B. Khi đó chúng ta có công thức sau đây. Thầy giáo đánh máy thêm một cái ở giữa để cho các em nhìn nó rõ hơn. Thì trong cái slide bài giảng thì người ta chỉ viết mỗi cái đằng sau cho nên là chúng ta sẽ rất khó nhớ. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái như sau. Cái này tính tí sao? Nhưng phải thua cái định lý này thì mới làm được. Chúng ta nhìn thấy cái chỗ công thức này nha, thầy giáo viết ở đây nha, là ma trận. Ở đây là ma trận đổi cơ sở từ B phẩy sang B. Từ B phẩy sang B thì sau đó là nhân với tọa độ của V trong cái B phẩy này. Thì chúng ta hiểu nôm na là hai cái đầu với cuối nó giảm nước đi cho nó dễ hình dung. Đầu với cuối giảm nước đi thì nó còn lại là mỗi VB đúng không? Rồi, thế thì bây giờ áp dụng ở trong bài này. Nói chung học gì nó cũng phải có mẹo. Và tất nhiên là phải thuộc, phải biết được lý thuyết, không biết lý thuyết thì chẳng chịu. Đấy, chúng ta phải đặc điểm nhớ nhé. Tức là tọa độ của vector V đối với cơ sở B, nó viết là như này được, B ở dưới không viết này, thì chính là bằng tích của cái ma trận chuyển cơ sở từ B phẩy sang B nhân với tọa độ của vector V đối với cơ sở B phẩy. Thế chúng ta hình dung nôm na là chúng ta có cái đầu và cái cuối nó giống nhau này, nó bỏ đi, hiểu chưa? Thì nó ra kết quả. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn trong bài ở đây với đề bài ở trên, cái ví dụ trên này, cái ma trận chuyển từ S sang S phẩy chúng ta có rồi, và cái tọa độ ở đây nó lại hơi viết ngược lại với định lý này. Tọa độ của V đối với cơ sở S chúng ta cũng có rồi, có rồi. Chúng ta nhìn cái cuối cùng và cái đầu tiên nó giống nhau nhé. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ có là 110 101 011, chỉ việc nhân với cái anh kia viết theo chiều dọc, tọa độ của V đối với cơ sở S có rồi đi, 3 2 4, là chúng ta sẽ ra tọa độ của V đối với cơ sở S phải. Xin mời các em nhân đi, nhân xong là xong. Hôm nay là có 3 cái dạng bài tập chủ yếu như thế. Thế mà nhân ra kết quả thôi. Nhớ 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 cái cách thầy giáo viết để mà sau mà bắt chiếc. Thầy phải suy nghĩ thật kỹ sau đó để viết cho các em một cái tinh túy nhất, sau này chúng ta cứ thế áp dụng.
thì lúc trước khóa trước thì thầy không dạy cái này đâu, nhưng bây giờ bắt đầu nó liên quan vấn đề thi trắc nghiệm rồi, cho nên nó có thể hỏi những cái câu hỏi như thầy vừa nói đây, tức là tọa độ của vector v đối với cơ sở S phải là gì ạ, thì nó viết ra. Lúc này nó giấu hết S và giấu hết S phải đi, thì bây giờ nếu như mình không biết về công thức này thì mình có tính chính xác bài không ra được, đúng không? Nhưng biết một cái tính nhanh, rất nhanh, nhằng phát xong luôn, lấy trước là dòng sau là cột nhân với nhau, trước dòng sau cột trước dòng sau cột à. Xin mời bạn Nguyễn Chí Minh nhân cho thầy nó. Nguyễn Chí Minh đâu rồi? Dạ có. Nhân đi cho thầy. À, đáp án là 576. 5 đúng rồi này, từ từ tiếp này. 7 đúng rồi này. 6 đúng rồi. Như vậy là tọa độ của cái vector V đối với cơ sở S phẩy là 5, 7, 6, chấm hết. Em có thấy dễ không? Rất dễ đúng không? Có. Ừ, cảm ơn. Mà nó rất đơn giản. Thế là chúng ta xong được cái ví dụ 3.1. Nó dựa vào cái định lý mà nó lấy từ lý thuyết ra và giải thích kỹ hơn thì một cái ký hiệu ở giữa để chúng ta sẽ hình dung ra cái cách làm như thế nào. Và tới đây thì chúng ta sẽ có hai cái bài tập vận dụng. Xin mời, đầu tiên là bài 3.1 là cái bài mà trong không gian 2 chiều R bình phương. Thế còn bài tiếp theo là trong không gian 3 chiều. Thầy giáo chụp, giáo gửi các em làm bài nhé. Làm bài xong là chụp gửi cho thầy, ai cũng phải gửi hết, không gửi coi như hôm nay giáo tính vắng luôn. Thì không có chuyện là học mỗi thầy giáo làm, trò không làm gì cả. Cái học online này mà một tinh thần tự giác mà không cao thì nó phản tác dụng. Mà cứ kêu là em không hiểu, em có làm đâu mà em hiểu. Thế thì mình phải làm, mình làm. Đây, bài tập đây. À, xong tất cả chúng ta đều phải gửi bài ở đây hết. Bây giờ đang là 4:03, cho làm đến hàng 4:30, làm cho nó quen, thạo, làm các cách khác nhau thoải mái, trình bày càng nhiều cách càng tốt nhé. Để bài thầy gửi rồi, có hai bài đấy, một cái là lấy trong không gian 2 chiều, một cái lấy không gian 3 chiều. Bây giờ là 4:04, chúng ta sẽ làm đến 4:30, làm xong nộp bài luôn ở phía dưới cho nó quen. Làm nhé, ai không làm phải giáo tí, thầy giáo sẽ kiểm tra, mà không có làm hoặc là làm theo kiểu chấm chơ, ví dụ như làm đúng hết thì ta tính là cả buổi, nếu mà làm đúng không hết ta tính là vắng, làm sai hết cả hai cái ta coi như là vắng, đúng một cái thì coi như là một nửa buổi. Được chưa? Thế cho nó rõ ràng, làm bài tập cứ bắt mỗi một giáo viên dạy làm không được nha.